chơi đến các bạn tình nguyện viên. Chúng ta hoan hỷ cho một hai vị ở phía sau, đi xuống ở phía sau mặt trường, để chúng ta cố gắng xem xét tiếp dừng. Còn có vị nào bị ướt mưa hay hoặc là ướt mưa tạt thì chúng ta có thể chúng ta dời các vị đó lên tí xíu để cho các vị nhận quà hôm nay không bị ướt mưa. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta các vị nào đã trao quà rồi và chúng ta hướng dẫn cho các vị đó đi ra thì các vị còn lại hoan hỷ tiếp theo để phần quà được chia sẻ. Thì chúng ta các vị nào đã trao quà rồi và chúng ta hướng dẫn cho các vị đó đi ra thì các vị còn lại hoan hỷ tiếp theo để phần quà được chia sẻ. Phố đi qua. Kính thưa chư vị các đại diện các ủy chính quyền mặt trận tổ quốc thành phố đi qua và phường Thủ Hòa. Kính thưa quý hội viên hội người mù và người khó khăn đang hiện diện tại lễ trao quà Phật đản Phật lịch 2567 hôm nay. Kính thưa quý liệt vị tăng dân dận nữa. Giáo lý nhà Phật luôn khuyến cáo đồ chúng nên hành thiện cứu đời, đem lòng từ bi ban trải đến chúng sanh thành phố Biên Hòa. Kính thưa chư vị các đại diện các ủy chính quyền mặt trận tổ quốc thành phố Biên Hòa và phường Thủ Hòa. Kính thưa quý hội viên hội người mù và người khó khăn đang hiện diện tại lễ trao quà Phật đản Phật lịch 2567 hôm nay. Kính thưa quý liệt vị tăng dân dận nữa. Giáo lý nhà Phật luôn khuyến cáo đồ chúng nên hành thiện cứu đời, đem lòng từ bi ban trải đến chúng sanh. Họ là những người suy giảm lâu dài về thể chất, thính giác, thị giác, nhận thức, tinh thần hoặc cảm xúc. Vì thế, họ không thể phát triển các kỹ năng cần thiết để độc lập tự chủ về kinh tế đời sống. Đây là nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương và rất cần nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của cộng đồng. Mỗi xã hội đều có phương pháp hỗ trợ những người yếu thế khác nhau, nhưng mục tiêu chung nhất vẫn là nhằm đem lại sự bình đẳng, hạnh phúc và giảm bớt khó khăn cho họ. Với truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, cũng như nhằm kết nối các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái đến với người mù, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban dân vận, Thành ủy thành phố Biên Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa, diễn ra của buổi lễ hôm nay. Quang lâm chứng minh buổi trao quà Phật đản hôm nay, Ban tổ chức kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Chí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Thượng tọa Thích Thị Thọ, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Thượng tọa Thích Hoàng Thành, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Ni sư Thích Nữ Hoàng Tiên, trưởng Ban từ thiện xã hội Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành
thành phố Biên Hòa. Đại đức Thích Đức Hải, trưởng ban thông tin truyền thông ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Cục chư tôn đức tăng ni thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa cũng hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Về đại diện các ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa và phường Phủ Hòa, ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Đoàn Việt Bắc, thành ủy viên phó ban dân vận thành ủy thành phố Biên Hòa. Ông Nhan Văn Lịch, thành ủy viên phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa. Ông Nguyễn Minh Sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phủ Hòa. Cùng các vị trong ủy ban mặt trận ủy ban thành phố Phủ Hòa cũng có mặt ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu chung và hơn và cùng 500 cũng như 400 các vị hội viên cùng 100 các vị có hoàn cảnh khó khăn hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay, xin cho một tràng pháo tay chung. Vô Vu Thọ Hàng thì hiện đại sinh bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Kính thưa ông Đoàn Việt Bắc, thành ủy viên phó trưởng ban dân vận thành ủy Biên Hòa. Kính thưa ông Nho Văn Lịch, thành ủy viên phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa. Kính thưa ông Nguyễn Minh Sơn, chủ tịch ủy ban dân phường Hiệp Hòa. Kính thưa 45 hội viên hội thầy mù tại các huyện ở trong tỉnh và 100 bà con khó khăn tại phường Hiệp Hòa. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay tại tổ đình Long Thiền, hòa trong không khí hân hoan kính mừng đại lễ Phật tạ Phật lịch 2567, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa phối hợp với ban dân vận thành ủy và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ủy chính quyền Mặt trận rất hoan hỉ đón tiếp 400 hội viên hội nghề mù các huyện Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Nhân Trạch, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và 100 người có hoàn cảnh khó khăn của phường Phủ Hòa. Mặc dù đường xá xa xôi, việc đi lại khó khăn, nhưng đã tề tụ về đây đông đủ. Sự hiện diện của quý bà con làm cho chúng tôi vô cùng xúc động. Thay mặt thường trực ban trị sự thành phố, xin chào mừng toàn thể quý vị đang có mặt trong lễ trao quà Phật đản chiều hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, bố thí là sự cho đi, sự trao tặng của ngài Phật chất đã được đề cao và phản ánh trong kinh văn các truyền thống Phật giáo. Việc trao tặng cho đi ngoài ý nghĩa đơn thuần là tăng trưởng lòng từ bi, giảm bớt những keo kiệt, xả ly lòng tham lam chấp thủ nắm giữ, nó còn là nền tảng cho mọi việc mà người mù, người khiếm thị phải đối diện là vô cùng to lớn. Nên ban trị sự Phật giáo thành phố đã vận động chư tôn đức tăng ni viện chủ chủ trì, quý đạo hữu Phật tử, các nhà hảo tâm nhất tâm san sẻ nỗi khó khăn cơm áo mà nó còn kích hơn gió mát trận mưa đào đầu mùa xua tan cái nặng khói đem lại sự mát mẻ an lành cho mọi người và trên hết đem đến sự lạc quan và niềm tin bất diệt và những giá trị nhân văn, nhân quả của đạo Phật, đức Phật trong
đem lại sự mát mẻ, an lành cho mọi người và trên hết đem đến sự lạc quan và niềm tin bất diệt vào những giá trị nhân văn, nhân bản của đạo Phật. Đức Phật trong đời sống hôm nay giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần từ cộng đồng Phật giáo và cộng đồng xã hội. Thay mặt thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố, xin chân thành cảm niệm tri ân công đức của chư tôn đức văn nghi viện chủ trụ trì các tự viện trực thuộc và quý Phật tử trên địa bàn thành phố đã luôn chúc cảm ơn Ban Chức vận Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa và các ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc địa phương đã tỏ rõ vai trò. Xin chúc chư tôn đức văn nghi quý đại biểu hội viên hội người mù và người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh hiện diện trong buổi ngày hôm nay luôn thân khỏe phong ba, ngập tràn niềm hân hỷ trong mùa Phật đản Phật lịch 2567. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Nam Bồ Tát Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của thành phố trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa, chính quyền địa phương của thành phố Biên Hòa và chính quyền sở tại sẽ tiếp tục tận tay chung sức trong công tác giúp đỡ những người khó khăn trên địa bàn của thành phố Biên Hòa trong thời gian vừa qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ trong mùa Phật đản 2023 hôm nay. Xin cảm ơn. Thank you.
Có hình như là sắp xếp qua cho vị tình nguyện viên còn lại chúng ta hỗ trợ cho 10 vị tiếp theo để lên hội trường. Kính mời 10 vị tiếp theo, 10 cộng vị tiếp theo là kính mời các bạn tình nguyện viên chúng ta hoan hỷ hỗ trợ cùng với thầy Thanh Hảo để chúng ta hướng dẫn cho 10 vị bên vị cộng vị tiếp theo để lên nhận quà ngày hôm nay. Chúng ta hoan hỷ, chúng ta nhanh tí xíu, tiến độ tí xíu để cho buổi lễ ngày hôm nay được diễn ra long trọng, cũng như rằng là chúng ta sẽ không bị thất mưa. Yeah.
hội bồi hồn huyện Cẩm Mỹ 45 vị, chúng ta đọc đứng lên hết ạ. Rồi xin kính mời các vị trong tình nguyện viên chúng ta hỗ trợ cùng các bộ mắt sáng để đưa để mời các vị hội bồi hồn của huyện Cẩm Mỹ 45 vị sẽ ra lại lễ đài để nhận phần quà ngày hôm nay. Thưa Đạo Phật, giờ này xin mời cán bộ mắt sáng, hội viên hội người mù huyện Cẩm Mỹ hướng dẫn cho quý vị hội viên hội người mù huyện Cẩm Mỹ của mình gồm 45 thành viên giờ này hoan hỷ đứng lên để cho các bạn tình nguyện viên. Xin cán bộ mắt sáng chúng ta lưu ý nè, hiện giờ ban tổ chức đang trao 45 phần quà cho quý vị hội viên và người mù huyện Cẩm Mỹ. Vì vậy xin cán bộ mắt sáng chúng ta lưu ý là đúng thành viên, đúng đối tượng là hội viên và người mù huyện Cẩm Mỹ của mình để tránh tình trạng là bị lộ, bị nhầm. Ngoài ra xin được thông báo với quý vị hội viên và người mù các đơn vị, hôm nay ban tổ chức có chuẩn bị cho quý vị là mỗi người một phần cơm, sữa, nước suối cũng như là bún. Quý vị ngoài nhận phần quà và phần quà quý vị hôm nay nhận trị giá 400.000 gồm 200.000 tiền mặt và 200.000 tiền nhu yếu phẩm. Xin quý vị sau khi chúng ta nhận phong bì, chúng ta lưu ý là được sự hướng dẫn thì quý vị cất phong bì vào túi, sau đó chúng ta cầm quà trên tay. Xin nhờ các bạn tình nguyện viên chúng ta hỗ trợ dắt quý vị hội viên hội người mù sau khi đã được nhận được quà thì chúng ta chở ra phía xe ra về A Di Đà Phật. Chúc quý vị có một mùa Phật đản thật là vô lượng an lạc, cảm tràng hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc vì sau khi quý vị nhận quà, quý vị trở ra sẽ mắc mưa, thì vậy quý vị ở trong đây ấm cúng hơn một chút. A Di Đà Phật. Giờ này xin được thông báo quý vị hội viên hội người mù huyện Cẩm Mỹ do trời hướng dẫn cho quý vị hội viên hội người mù huyện Cẩm Mỹ trở về nơi vị trí ngồi của mình chờ đợi cho ít phút sau khi trời đã tạnh mưa thì ban tổ chức sẽ tiếp tục chương trình phát quà kính mừng đại lễ Phật đản năm nay. Quý vị bây giờ chúng ta ngồi chơi trong giây lát và trong thời gian chờ đợi xin hỏi toàn thể quý vị hội viên hội người mù các đơn vị, có quý vị nào đăng ký hát một bài kính mừng Phật đản, quý vị giơ tay lên trong thời gian chờ đợi để hát một bài kính mừng lời đại lễ Phật đản năm nay. Cái gì là Phật, trời mưa, xin các bạn vui lòng vận chuyển đi dùng. Và sau khi đó, trời đã tạnh mưa, xin các bạn tập trung về phía bên tay phải từ sân khấu nhìn xuống. Chúng ta sẽ đón đầu của quý vị hội viên hội người mù các đơn vị để hướng dẫn hỗ trợ xuất quà cho quý vị hội viên hội người mù ra xe đi về. Nam mô A Di Đà Phật. Xin các vị mang vị giúp đỡ trợ giúp cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật. Các phần ăn buổi chiều đến cho các
Sau khi họ phục vụ dùng xong, chúng ta sẽ đưa gác vào cái thịt đó để rồi đem ra ngoài và để ở ngoài. Và cũng xin thông báo với các vị mọi người mù, những vị nào chưa có phần ăn hay còn lại phần ăn, các vị cứ tới các vị và mang nhị cho tay để các bạn tình nguyện viên chúng ta trao đến. Và khi chúng ta đã dùng xong, chúng ta mang nhị cho tay lên để các bạn tình nguyện viên sẽ thu gom gác lại và để ngay một chỗ để cho xin các bạn tình nguyện viên chúng ta để ý về cái việc trời mưa ảnh hưởng đến quà. Các bạn nhớ rằng là quà các em nằm ở gần khu vực trời mưa, xin các bạn di chuyển lên trên để tránh làm ướt gạo, năm túi gạo, một túi nhu yếu phẩm tổng giá trị là 200.000 đồng cũng như là 200.000 đồng tiền mặt các vị mua lấy dùng. Hôm nay là mỗi người sẽ được cái phong bì 200.000 và một túi nhu yếu phẩm gồm gạo, đường, bột ngọt, nước tương và dầu ăn trị giá 200.000 đồng. Xin quý vị lưu ý dùng. Và ngoài ra ban tổ chức đã chuẩn bị tiền xe trao cho các bộ phát sáng của quý vị hết rồi. Vì vậy hôm nay quý vị đến đây nhận quà, quý vị sẽ không tốn bất kỳ một chi phí nào cả. Quý vị nhà ban tổ chức đã tài trợ tiền xe cho quý vị để quý vị có một mùa Phật đản thật là an vui hạnh phúc. Quý vị có nghe rõ không ạ? A Di Đà Phật. Trong đó nhu yếu phẩm một túi nhu yếu phẩm trị giá 200.000 cùng 200.000 cho con thư. Khi các vị chúng ta như nhiệm vụ chúng ta hoan hỷ báo cho ban tổ chức để ban tổ chức sắp xếp cho các vị được vật thiện nơi yếu phẩm và 200.000 trong bao thư cũng tính thông tin đến các vị và thay mặt các ban tổ chức kính chúc quý vị một mùa Phật đản thật nhiều an lạc, nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. Nam mô A Di Đà Phật. Và đặc biệt hơn nữa, hiện tại thì kính chúc quý vị được ngon nghỉ hạ. Cũng xin thông báo với các vị tình nguyện viên hiện tại nước mưa đã tràn vào trong bể nhà của chúng ta và trong bể nhà cũng sẽ có những điểm mới đang hoạt động. Khu vực phát quà để hỗ trợ phát quà cho các hỗ trợ đi lấy những phần rác sau khi cái việc chuẩn bị đã được chiều xong. Các em
Cũng như là quý vị kiến nghị cho ổn định chỗ ngồi.
thấy nó bị tối mà. À, cô lại trễ hay lại lại sớm? Sớm. Dạ. À, sớm. Có phải máy à? Dạ, có mấy xe qua này rất là đẹp nhưng mà con đi trễ á, thành quay được có chiếc xe qua này à. Hồi nãy người ta quay rồi đó, quá trường làm lễ á. Dạ. Tôi Phật tử đây mà. Dạ dạ dạ. Lại sớm lắm. 7:30 là có mặt. Dạ. Kính chào mọi người. Hôm nay là ngày lễ Phật Đản ở chùa Long Thiền. À, kênh YouTube Đồng Nai có mặt tại chùa Long Thiền để ghi lại những cái hình ảnh đại lễ Phật Đản mà chùa Long Thiền đã tổ chức để gửi đến tất cả mọi người nha. Bây giờ video đã dài rồi. Xin chào tạm biệt mọi người và xin phép được dừng video tại đây. Chào tất cả mọi người nha.